Chúng ta sẽ cùng học bài ôn tập về phép cộng và phép trừ. Trang 82. Bài 1 tính nhẩm. Ở bài 1 tính nhẩm chúng ta sẽ ôn tập về các phép cộng trong cộng trừ trong phạm vi các bảng cộng trừ chúng ta đã học. 9 cộng 7 bằng 16. 7 cộng 9 bằng 16. 16 trừ 9 bằng 7. 16 trừ 9 bằng 17. 16 trừ 7 bằng 9. 8 cộng 4 bằng 12, 4 cộng 8 bằng 12, 12 trừ 8 bằng 4, 12 trừ 4 bằng 8, 6 cộng 5 bằng 11, 5 cộng 6 bằng 11, 11 trừ 6 bằng 5, 11 trừ 5 bằng 6. Đây chính là bảng trừ 11 đấy, 11 trừ đi một số. 2 cộng 9 bằng 11, 9 cộng 2 bằng 11, 11 trừ 2 bằng 9, 11 trừ 9 bằng 2. Người ta nhìn vào đây, cái cột đầu tiên. Nhận xét 9 cộng 7 bằng 16, 7 cộng 9 bằng 16. Tôi thấy hai phép cộng này có cái tổng bằng nhau, đều là 16. Các số hạng là 9 và 7, khác nhau là các số hạng đổi chỗ cho nhau. Đây là 9, số hạng 9 lần trước. Tiếp theo số hạng thứ hai là 7. Ở đây số hạng thứ nhất là 7, số hạng thứ hai là 9. Vậy khi đổi chỗ hai số hạng cho nhau thì tổng của chúng không thay đổi. Trong một tổng đổi chỗ hai số hạng thì tổng của chúng không thay đổi. Tiếp theo ta thấy là 16 trừ 9 bằng 7, 16 trừ 7 bằng 9. Ở đây ta thấy nó có liên quan đến phép cộng trên này. Hai phép trừ này có liên quan đến phép cộng trên này. Chúng ta thấy là 9 và 7 ở đây, đúng không? Số trừ và cái hiệu này là các số hạng đều là 7 và 9 là các số hạng trong các hai phép cộng này. Mà 16 lại là tổng, đúng không? Vậy ta thấy là khi lấy tổng là 16 là trừ đi số hạng 7, 9 này thì được 7, đúng không? Lấy 16 trừ đi 7 đây thì được 9 đây, đúng không? Như vậy ta thấy là khi lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia. Lấy tổng 16 trừ đi 7 thì được 9. Lấy tổng là 16 trừ đi 9 thì được 7. Đấy. Khi ta lấy tổng trừ đi số hạng này thì ta được số hạng kia. Tiếp theo là bài 2. Đặt tính rồi tính. A 38 cộng 42. Ta biết số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là 42. Số cộng 8 cộng 2, cộng hàng đơn vị trước rồi đến cộng đến hàng chục. 8 cộng 2 bằng 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 47 cộng 35. 7 cộng 5 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. 36 cộng 64. 6 cộng 4 bằng 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9 thêm 1 bằng 10. Viết 10. Đấy. Chú ý viết dấu 0. Hai dấu 0 này thẳng cột vào hàng chục và hàng đơn vị. Số 1 thì viết đặt sang bên trái. Ý B. 81 trừ đi 27. 1 không trừ được 7, lấy 11 trừ 7 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 63 trừ đi 18. 3 không trừ được 8, lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 100 trừ 42. Chúng ta chú ý đặt tính. 100 có 3 chữ số, còn 42 chỉ có 2 chữ số thôi. Như vậy số 42 ta viết số 2 thẳng cột với hàng đơn vị. Số 4 thẳng cột với hàng chục. 4 chục thẳng cột với lại không chục đây. Số 1 thì không thẳng với số nào hết. Ta trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục đến hàng trăm. Ta thấy 0 không trừ được 2. Ta lấy 10 trừ 2 bằng 8 viết 8 nhớ 1. Nhớ 1 xuống đây là 5. 4 thêm 1 bằng 5. 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. Tiếp theo, chúng ta thấy là bài này. Bài ở bài 2 này là các phép cộng và trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài 3. Số. Điền số. Ở đây A. 9 cộng 1. 9 cộng 1 thì bằng 10. Vậy viết 10 vào đây. Lại lấy cái số này cộng tiếp với 7. 10 cộng 7 bằng 17. 7 cộng 3. 7 cộng 3 bằng 10. Điền 10 vào đây. 10 cộng 5 bằng 15.
9 cộng 8 bằng 17. 7 cộng 8 bằng 15. Ta nhìn đây, ta lấy 9 cộng 1 cho cộng 17 đúng không? Ở đây bằng 17 và 9 cộng 8 bằng 17. Ta thấy là hai cái kết quả này giống nhau mà cái số hạng đầu tiên này đều là 9 đúng không? Ta thấy là 9 cộng 8 ở đây 1 cộng 7 cộng 1 cộng 7. Ta thấy 1 cộng 7 thì bằng 8. 1 cộng 7 thì bằng 8. Như vậy ta thấy là trong 1 cộng 7 bằng 8. Và trong phép tính này thì ta thấy là 1 chính là số hạng, 7 là số hạng và 8 là tổng đúng không? Như vậy ta thấy là cộng với lại 9 cộng với 8 thì cũng bằng 9 cộng 1 cộng 7 đúng không? Như vậy ta thấy là khi cộng một số với một tổng thì cũng bằng cộng số đó với lần lượt từng số hạng của tổng đó. Ta cộng lần lượt với số hạng 1 và số hạng 7 của cái tổng là 1 cộng 7 bằng 8 này đúng không? Thì cũng bằng cộng cái số đó với lại cái tổng của nó là 8 này. C 9 cộng 6 bằng 15. 9 cộng 1 cộng 5 cũng bằng 15. 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 5 bằng 15. 6 cộng 5 bằng 11. 6 cộng 4 cộng 1. Ta thấy 6 cộng 4 bằng 10. 10 cộng 1 bằng 11. Ở đây cũng tương tự như trên. Ta cũng thấy là đây 6 cộng 5 và 6 cộng 4 cộng 1. 4 cộng 1 bằng 5. 4 và 1 chính là số hạng trong cái tổng, tổng 4 cộng 1 bằng 5 đúng không? Như vậy cộng với lại 5 chính là cộng với tổng thì cũng bằng cộng với lần lượt từng số hạng của cái tổng đó. Bài tập 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây? Cho chú ý từ nhiều hơn. Đấy. Đây chính là bài toán về nhiều hơn. Bài toán về nhiều hơn thì chúng ta sẽ dùng phép tính cộng. Chúng ta sẽ tóm tắt bài toán. Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây. Lớp 2B nhiều hơn 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây? Đây là một cách tóm tắt bằng lời. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Và là chúng ta sẽ có hai kiểu tóm tắt. Cách thứ hai là tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Cách thứ hai. Lớp 2A. Lớp 2B. Ta thấy lớp 2A là 48 cây. Ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị số cây của lớp 2A. Lớp 2A là 48 cây. Lớp 2B nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Như vậy, lớp 2A nhiều hơn thì ta phải vẽ một cái đoạn dài hơn. Ta vẽ một cái đoạn dài hơn. Vì nó nhiều hơn, đúng không? Cái đoạn dài hơn. Và ta chú ý, cái đoạn này là bằng nhau nhé. Thì ta sẽ phải dùng nét đứt ở chỗ này. Đây, đoạn đầu và đoạn cuối bằng nhau này. Và cái đoạn này chính là cái đoạn dài hơn đây. Đoạn này là đoạn 2B nhiều hơn 2A là 12 cây. Hỏi lớp 2B là bao nhiêu cây? Đấy đúng không? Hỏi cả cái đoạn này dài này chính là bao nhiêu cây? Ta thấy là cả cái đoạn dài này sẽ bằng cái đoạn này cộng với cái đoạn này, đúng chưa? Mà cái đoạn này chính là bằng lớp 2A. Đây, chính là 48 cộng với số nhiều hơn này. Như vậy, muốn biết lớp 2B trồng được bao nhiêu cây thì phải lấy số cây lớp 2A cộng với lại 12 cây ra cả cái đoạn này, đúng chưa? Và chúng ta sẽ làm bài giải.
chúng ta cũng có các nhiều cách trả lời. Ví dụ như trả lời giống như ở trong bài xuôi, trả lời xuôi với câu hỏi của bài đó là lớp 2B trồng được bao nhiêu cây thì chúng ta sẽ bỏ câu hỏi, chữ hỏi đi đúng không? Chúng ta sẽ trả lời là từ chữ lớp, và chữ bao nhiêu là từ để hỏi chúng ta sẽ thay bằng số đúng không? Và thêm chữ là đằng sau nữa sẽ được câu hỏi, sẽ được câu trả lời là lớp 2B trồng được số cây là đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể có câu trả lời khác, bởi vì ở đây là hỏi số cây của lớp 2B trồng là bao nhiêu cây thì ta sẽ trả lời là số cây lớp 2B trồng được là, tùy chúng ta sẽ trả lời một trong hai câu hỏi, một trong hai câu trả lời như vậy. Ví dụ chúng ta sẽ trả lời là lớp 2B trồng được số cây là. Bốn mươi tám cây cộng với lại 12 sẽ bằng, ta tính ra nhá, 48 cộng với 12, 8 cộng 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 4 cộng 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6 gọi bằng 60 cây. Tiếp theo bài 5. Điền số 72 cộng ô trống bằng 72. À, ta thấy ở đây là phép cộng. Như vậy đây chính là tổng, đây là số hạng và đây cũng là số hạng. Vậy ta đã tìm học bài tìm một số hạng rồi. Muốn tìm một số hạng thì lấy tổng trừ đi số hạng kia. Vậy ta sẽ lấy tổng này trừ đi số hạng kia. Vậy ta lấy 72 trừ 72, 72 trừ 72 bằng 0 đúng không? Như vậy sẽ bằng 0 ở đây, đi số 0. Và ta thấy, ta thử lại, ta thấy 72 cộng 0 chính bằng 72. Ở đây ta thấy là 85 trừ ô trống bằng 85. À, ta thấy là đây chính là số trừ. Đây là phép trừ, chứ đây là hiệu. Đây là số bị trừ, còn đây là số trừ. Ta học bài tìm số trừ rồi. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng với lại, à đây là số trừ đúng không nhỉ? Muốn tìm số trừ ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ là 85, trừ đi hiệu là 85. Lấy 85 trừ 85 bằng 0. Như vậy ta thấy ở đây là 0. Ta thử xem, ta thấy 85 trừ 0 cũng bằng, là đúng, bằng 85 thật đúng không? Là đúng.